Một đời liêm khiết bảo vệ con non lại bị hiểu nhầm thành ăn chậm trứng của ông hàng xóm. Nguyên nhân xuất phát từ việc hóa thạch đầu tiên của nó được phát hiện vào năm 1923 trên một tổ gồm khoảng 15 quả trứng hóa thạch. Nói đến đây thì các bạn đã đoán được đây là loài khủng long nào chưa? Chính xác đó là anh liêm Oviraptor. Trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng Unjaxa tìm hiểu kỹ hơn về loài khủng long này và nó bị oan ức như thế nào nhé. Nghiên cứu giống loài. Oviraptor là một chi thuộc họ Oviraptoridae sống ở châu Á vào cuối kỷ phân trắng, giống như một số loài chim hiện đại ngày nay, với một số loài trông rất giống như động vật, chẳng hạn như đà điểu đầu mèo. Oviraptor được cho là loài ăn tạp và đóng một vai trò rất khác so với các loài khủng long ăn thịt lớn hơn. Khi lần đầu tiên được phát hiện, có rất nhiều điều bí ẩn về Oviraptor và nhiều hiểu lầm. Mô tả lần đầu tiên về nó được xếp vào họ Odontomimidae. Chi Oviraptor chỉ có một loài duy nhất là Oviraptor Philoceratops. Nó là loài khủng long có kích thước trung bình và có lông vũ, có chiều cao ước tính khoảng 1,6m và cân nặng từ 33 đến 40kg. Kích thước này khiến chúng không thể bay được, nhưng chúng có lông bao phủ và thậm chí có cả lông đuôi lớn. Oviraptor không có răng nhưng có chiếc mỏ sừng lớn như chim, có hộp sọ ngắn, có một mào lớn trên đầu. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chiếc mào trên đỉnh đầu của loài này có chức năng gì, nhưng có một số giả thuyết cho rằng nó sử dụng để tạo ra âm thanh hoặc thu hút bạn tình. Hóa thạch của Oviraptor là một trong những hóa thạch được bảo tồn tốt nhất trong số những phát hiện về khủng long. Đã có một số khám phá hóa thạch về Oviraptor và các họ hàng của nó giúp các nhà khoa học có thêm cơ sở để tìm hiểu thêm về loài khủng long này. Mẫu vật có tên AMNX6517 là loài Oviraptor đầu tiên và có bộ xương một phần chứa một số hộp sọ, đốt sống, cánh tay, xương sườn và các xương nhỏ khác. Đã có một số hóa thạch khác mà các nhà khoa học lần đầu tiên cho là Oviraptor, nhưng các nghiên cứu sâu hơn cho thấy chúng là các loài Oviraptoris khác. Khi phát hiện thêm nhiều hóa thạch được bảo tồn của loài Oviraptor này, các nhà khoa học dần dần hiểu rõ hơn về chúng. Một số nghiên cứu được thực hiện bởi Mark Norell vào năm 1993 tiết lộ rằng Oviraptor không ăn chậm trứng, nó chỉ đơn thuần là chăm sóc tổ của chính mình. Oviraptor thực sự đã bị Protoceratops nghiền nát hộp sọ khi nó ở trên tổ. Oviraptor chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tổ của nó sẽ bắt đầu thể hiện mối đe dọa ngay lập tức và có thể tấn công kẻ xâm phạm Protoceratops. Protoceratops có thể đã tóm được đầu của Oviraptor, đồng thời nghiền nát hộp sọ trong quá trình này. Do đó, cái chết của Oviraptor có thể là dấu hiệu của trứng không nở được, mặc dù tên của nó được coi là một phần hơi trái ngược với hành vi thực sự có thể có. Nhưng Henry Fairfield Osborne đã không đặt tên cho nó một cách hoàn toàn hấp tấp, mà ông chỉ giải thích cái tên này là do vị trí gần của di tích Oviraptor với trứng. Nơi sống và phân bố. Oviraptor được phát hiện ở Mông Cổ trong hệ tầng Desadocta. Sự hình thành của loài khủng long này được tìm thấy trong các tảng đá có niên đại từ kỷ phân trắng muộn, khoảng 71 đến 75 triệu năm trước. Hệ tầng Desadocta, nơi Oviraptor sinh sống, có môi trường bán khô cằn với nhiều cồn cát tương tự như môi trường của sa mạc Gobi ngày nay. Mặc dù khô cằn nhưng cũng có một số hệ thống sông ngòi. Môi trường mà loài khủng long này sinh sống có nhiều bão cát, ít độ ẩm theo mùa. Từ thời Cambodian đến thời Matrix, khí hậu chuyển sang trở nên ẩm ướt hơn. Khí hậu và môi trường khiến sa mạc Gobi trở thành điểm nóng về bảo tồn hóa thạch. Có rất nhiều cồn cát và lũ lụt tạo điều kiện thích hợp cho hóa thạch hình thành. Các nghiên cứu về hóa thạch Oviraptor đầu tiên được tìm thấy cho thấy chúng đã chết đi bảo vệ tổ trong một cơn bão cát. Việc được bao phủ bởi cát đã giúp bảo tồn Oviraptor khỏi bị những kẻ săn mồi cát ăn thịt và cho phép các nhà khoa học tìm thấy mẫu vật này trong tương lai. Hành vi và chế độ ăn. Như đã nói bên trên thì khi được mô tả lần đầu tiên, Oviraptor được mệnh danh là kẻ chậm trứng vì nó bị hóa thạch bên cạnh một tổ trứng. Nhà cổ sinh vật học Henry Fairfield Osborne là người đầu tiên đặt tên cho loài khủng long này, nhưng rốt cuộc Oviraptor không phải là kẻ trộm. Những quả trứng được tìm thấy bên cạnh nó thực ra chính là trứng của chúng đang bảo vệ. Năm 1997, nhà cổ sinh vật học người Mông Cổ Winston Basbo đưa ra ý tưởng rằng chiếc mỏ của Oviraptor có thể được sử dụng để mỏ vỏ và các động vật thân mềm cũng như xuyên thủng các vật thể cứng khác. Người ta cho rằng những con khủng long này có thể là loài ăn cỏ, nhưng vật liệu hóa thạch được tìm thấy bên trong khoang cơ thể của mẫu vật gốc cho thấy chúng là loài ăn thịt. Hàm dưới của nó có cấu trúc rất giống với loài vẹt và hàm trên của chúng lại giống với loài bò sát khác như rùa.
Có khả năng loài khủng long này là loài ăn tạp, chúng có thể ăn được cả thực vật và động vật. Cái mỏ của Oviraptor cho thấy chúng dựa nhiều hơn vào nguyên liệu thực vật và trái cây. Mặc dù có khả năng Oviraptor đã ăn trứng, nhưng nguồn gốc cái tên của chúng bắt nguồn từ sự hiểu lầm. Cái mỏ của loài khủng long này khiến chúng có thể ăn các loài như ốc, trai và cá. Cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ về chế độ ăn của loài khủng long này. Vòng đời của Oviraptor. Tất cả các loài khủng long đều sinh sản bằng cách sử dụng trứng, nhưng Oviraptor là một trong số ít loài khủng long được phát hiện có trứng hóa thạch. Con Oviraptor hóa thạch được tìm thấy trên những quả trứng của nó, ấp trứng với hai chân sau co lại và cánh tay tạo thành một chu vi xung quanh tổ của nó. Vị trí mà loài khủng long này được tìm thấy có nghĩa là nó có thể đã ấp tổ bằng lông của nó. Hành vi này có thể được nhìn thấy ở một số loài chim hiện đại và giúp hỗ trợ lý thuyết về mối liên hệ giữa khủng long và chim. Với nhiều hóa thạch phát hiện về trứng Oviraptoris, những con khủng long này là một trong số ít loài có phôi hóa thạch được phát hiện. Người ta suy đoán rằng cả bố và mẹ của loài khủng long này đều gắn bó với nhau trong vài năm đầu đời của chúng. Có khả năng không phải tất cả trứng và con non đều sống sót trước những kẻ săn mồi. Vì vậy, việc gắn bó với nhau sẽ nâng cao cơ hội sống sót cho chúng. Người ta không biết loài khủng long này tuyệt chủng khi nào, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nó đã biến mất vào cuối kỷ phân trắng. Tương tác với các loài khác. Trong hệ tầng nơi Oviraptor được phát hiện, có một số hóa thạch khủng long khác được tìm thấy như Baenoceratops, Velociraptor, Housecaraptor, Sauronithoides và Protoceratops. Oviraptor lần đầu tiên được cho là ăn trứng của loài khủng long Protoceratops, nhưng thực ra nó đang bảo vệ các con non của nó khỏi những con khủng long săn mồi khác. Mặc dù nó có thể là loài khủng long ăn thịt, nhưng kích thước của chúng khiến chúng dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mồi lớn hơn. Oviraptor có một cơ thể phát triển nhanh chóng nếu ăn thịt. Chúng có thể ăn các động vật nhỏ như cá, hầu hoặc thằn lằn. Trong khi Oviraptor có bộ hàm khỏe mạnh, thì cái miệng không có răng của chúng không thể so sánh với những loài khủng long như Velociraptor, loài có hàm răng và móng vuốt lớn. Ý nghĩa văn hóa. Trứng của Oviraptor là trứng khủng long được khoa học công nhận đầu tiên được phát hiện. Những con khủng long này đã làm sáng tỏ cách khủng long sinh sản và trứng của chúng trông như thế nào. Kỹ năng nuôi dạy con cái của chúng rất hữu ích trong việc tìm hiểu hành vi và mối liên hệ tiến hóa giữa chim và khủng long. Là một trong những loài khủng long rất nổi tiếng, bạn có thể tìm thấy những mô tả về Oviraptor trong phim ảnh và các phương tiện truyền thông khác, ví dụ như Ultraxe chẳng hạn. Những sinh vật cổ xưa này đã thu hút sự ngạc nhiên của rất nhiều người nhờ những nét giống chim và các đặc điểm của loài bò sát. Những mô tả chính xác về loài khủng long này trên các phương tiện truyền thông không phổ biến vì những sự thật về nó đã thay đổi qua nhiều năm. Những gì được biết về Oviraptor chắc chắn sẽ thay đổi do các khám phá liên tục về loài khủng long này khi chúng được nghiên cứu sâu hơn. Vừa rồi là những thông tin về anh liêm Oviraptor, một đời liêm khiết bảo vệ con non lại bị hiểu nhầm thành ăn chậm trứng của ông hàng xóm. Bạn có cảm nhận gì về loài khủng long này hãy bình luận bên dưới cho Ultraxe biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.